Rồi, vị trí bất động sản sẽ mang tới lợi nhuận tốt, và đặc biệt hơn nữa, đầu tư quan trọng nhất là vị trí. Với vị trí của ngày hôm nay quý vị nha, vị trí đất của Trọng Thơ giới thiệu cho chúng ta ngày hôm nay, sát những dãy nhà phố thương mại này, nhà ở dịch vụ và xã hội của BKMX nha quý vị nha. Ở đây là chúng ta có thể thấy những cái căn nhà ở xã hội của BKMX ở Bầu Bàng này, nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Bến Cát Bình Dương này, nhà ở BKMX tại V-Ship 1 Bình Dương. Những khu đó là những khu trung tâm tập trung nhiều công nhân và người lao động về ở nhất những vị nha. Với những cái sản phẩm mà nằm sát những dãy nhà phố thương mại này, chúng ta có thể là xây để ở, xây để làm mặt bằng kinh doanh cho thuê, hoặc là xây để mà làm những cái hệ thống mà phục vụ cho con người, ví dụ như trà sữa này, rồi quán ăn vặt, rồi chúng ta buôn bán thời trang, tất cả đều được cho quý vị nha. Với lô đất này ngang năm sâu 30, đất ở đô thị full thổ cư, ưu điểm chúng ta được xây dựng tự do nha. Lô đất của chúng ta nằm ngay đây quý vị, trên trục đường nhựa thông dài quý vị nhé, chạy thẳng chúng ta ra tới trục đường D1 với lộ giới rộng 50m nhé. Đất ta nằm trên mặt tiền đường nhựa này quý vị nhé. Với lô đất ngày hôm nay chỉ hơn 700 triệu quý vị nhé, hơn 700 triệu sở hữu được 150m² đất ở đô thị phun thổ cư. Và chúng ta có thể thấy vỉa hè đang trong quá trình hoàn thiện, đã lu trông lún rồi, chuẩn bị đổ bê tông trên vỉa hè nhé. Rồi tiếp theo chúng ta di chuyển từ lô đất, chúng ta di chuyển ra các công ty sĩ nghiệp đây quý vị nhé. Đó, chúng ta ra 250m là tới các công ty sĩ nghiệp. Rồi chúng ta di chuyển đến trường Cao đẳng Bình Phước trước mắt chúng ta nha quý vị. Đó, ngay đây chúng ta có thể thấy cái nóc nhà của trường Cao đẳng Bình Phước ạ. Đấy, trường Cao đẳng Bình Phước xây 13 tầng, trong đó có trường Cao đẳng Y này, Cao đẳng Sư phạm và Cao đẳng Nghề về đây học, kéo từ Đồng Xoài về đây nha. Với những lô đất ở tại khu vực này thì giá trị sẽ luôn tăng theo thời gian và tăng bền vững nha quý vị nha. Quý khách hàng nào chúng ta quan tâm tới sản phẩm bất động sản nằm trong khu vực này, nhanh tay alo Trọng Thơ qua số điện thoại Trọng Thơ để trên trang cá nhân. Hẹn lại quý hàng ở tại vị trí đất, chúng ta xem đất, chúng ta xem pháp lý của BKMX, đi tham quan một vòng khu vực này xem tiềm năng tăng trưởng như nào, rồi chúng ta đầu tư nhé quý vị.